Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. Năm tạng người không nên ăn sầu riêng kẻo hại sức khỏe. Sầu riêng giàu chất béo, dinh dưỡng, chất sơ nhưng những người mắc bệnh này không nên dụng vào sầu riêng, kẻo rước thêm bệnh. Một, người bị suy thận. Trong sầu riêng có chứa hàm lượng kali sẽ cực nguy hiểm với những bệnh nhân bị suy thận, vì khi lượng kali trong máu vượt quá mức 6,5 mol/l sẽ làm tim loạn nhịp và đưa tới ngừng tim đột ngột thậm chí nó hoàn toàn có thể gây tử vong đột ngột cho bạn. Chính vì vậy, với những người thận kém, suy thân, bạn không nên ăn sầu riêng, kẻo tăng gánh nặng cho thận. 2. Phụ nữ mang thai Trong thành phần dinh dưỡng của sầu riêng, có hàm lương đường khá cao, nên dễ gây béo phì thừa cân, tiểu đường, thai kỳ cho mẹ bầu. Bên cạnh đó, do sầu riêng là thực phẩm gây nóng, khi mang thai mẹ bầu hay bị táo bón. Nếu ăn thêm sầu riêng thì tình trạng này càng thêm nặng, gây đầy hơi, khó tiêu cho bạn. 3. Người cao huyết áp. Những người mắc bệnh cao huyết áp thì không nên ăn sầu riêng, bởi vì sầu riêng gây nóng trong và có thể lại làm cho bệnh tình của bạn thêm tăng nặng. Ngoài ra, do sầu riêng chứa nhiều đường nên ăn nhiều cũng không tốt cho huyết áp của bạn. 4. Người bị tiểu đường. Người tiểu đường cần kiêng ngọt, mà sầu riêng là loại trái cây siêu ngọt, nên nếu bạn mắc bệnh này thì cần tránh xa loại trái này, nó có lượng đường rất cao nên những người bị tiểu đường cần rất thận trọng. Nếu bạn ăn sầu riêng sẽ khiến cho tình trạng bệnh tình của mình thêm nặng nề hơn rất nhiều. nhập viện thức thì 5. người mắc bệnh cảm cúm. theo quan niệm đông y thì sầu riêng có nhiệt tính, nên những người thể trạng nóng khi ăn quá nhiều sầu riêng có thể bị ho có đờm, đau hỏng và táo bón. ngoài ra còn có thể bị sốt. chính vì vậy khi bạn đang mắc bệnh cảm cúm, ho, ốm, sốt, bạn không nên ăn sầu riêng nhé. quý vị thân mến, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. chúc các bạn sống vui sống khỏe. xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi